Dạ thôi bây giờ trước hết thì em cũng biết nói gì hơn. Em cũng cảm ơn các anh các chị đã không ngại đường xa đã tới chung vui với gia đình tụi em. Tụi em rất chân thành cảm ơn các anh chị rất nhiều. Và tụi em rất là vui mừng khi gặp mặt đầy đủ các anh chị ngày hôm nay để tới vui với con tụi em. Thôi em cũng cảm ơn các anh chị nhiều. Và sau đó có những gì sơ sót thì các anh chị bỏ qua giùm cho em. Không có bỏ qua. Chị, hốt quá cho qua nha. Chị, hốt quá cho qua. Ê, kêu là chặt nhiếp, thẳng tay. Xin mời quý vị, chúng ta lên sân hàng. Lady first. Lady first, go. Lady first. Come on.